Xin chào các thầy cô cùng các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các thầy cô một công cụ để giúp mình có thể tạo ra nhiều game, ôn tập cho học sinh cũng như là làm tăng cái không khí và hiệu quả của lớp học. Thì website mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đấy là woodwood.net. Đây cũng là một trong số những website mà mình đã sử dụng khá là lâu rồi và mình thấy được cái hữu ích của cái website này, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu cho các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người xem những cái ngân hàng game của mình. Thì đối với mình dạy bộ môn của mình đấy là tiếng Anh chuyên ngành y khoa, cho nên là mình sẽ có những cái game đặc thù cho cái môn học này. Và tùy thuộc vào các thầy cô giáo dạy các môn nào thì các thầy cô cũng có thể tham khảo. Thì bây giờ mình sẽ demo cho mọi người một số cái game thì trông nó sẽ như thế nào, để mọi người có quyết định là chúng ta thử cái game này hay không, đúng không ạ? Rồi. Mình thử một số cái game để các thầy cô cùng xem nhé. Đây là cái game mà các thầy cô có thể chơi trong một cái lớp học online. Thì chúng ta sẽ ôn tập lại, ví dụ như là đây là một cái trò chơi giống như các trò chơi ô chữ trên truyền hình các bạn. Thì các bạn có thể cho học sinh lựa chọn ví dụ như số 2. Đó. Sau đấy thì các bạn ý sẽ lựa chọn câu trả lời second hand smoke là gì. Đấy, các bạn sẽ lựa chọn bên này. À, cái này. Đó. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn khác cũng được, mỗi bạn sẽ được chọn một cái câu hỏi. Đó. Rồi, đây là cái trò chơi này mình lấy ví dụ là như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ cho các thầy cô giáo xem một số các cái ví dụ khác nữa nhé. Rồi, ví dụ như là game thử tổng kết xem nào. Rồi, đây là một cái dạng mà giống như là kiểu nhiều câu hỏi đáp án ABCD thôi. Ví dụ như là khi mà mình dạy xong một số kỹ năng thì mình sẽ có phần ôn tập tổng kết lại để cho học sinh kiểm tra xem là học sinh có nhớ bài hay là không. Đấy, khi muốn tìm các hình ảnh trong từ vựng thì chúng ta sử dụng Google gì thì nó là Google hình ảnh. Đó, ví dụ là như vậy. Rồi, hoặc là trong một số cái trường hợp khác. Đây, câu số 2. Khi muốn tra nghĩa và ví dụ của các phrasal verb thì chúng ta dùng cái gì? Thì chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ dùng từ điển Cambridge. Đó, thì đây là một cách để chúng ta tổng kết tóm gọn lại bài học cũng như là để xem là cái mức độ hiểu của học sinh đến đâu. Thì đây là một cái dạng game như vậy. Mình sẽ có 14 câu hỏi. Tuy nhiên là trong cái giới hạn video ngày hôm nay, mình sẽ không thể nào cho mọi người xem được toàn bộ những câu hỏi đấy, nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem các cái dạng câu hỏi như thế nào thôi. Rồi, một số cái dạng khác để mọi người tham khảo nhé. Rồi, đây là một cái dạng game mà giúp học sinh ôn tập lại các cái từ vựng, ví dụ như là các cái thuật ngữ y khoa này thì nó rất là khó. Tuy nhiên là mình sẽ ôn tập lại thường xuyên cho học sinh, và trên này mình có một cái hình ảnh cũng như là một số cái gợi ý cơ bản. Còn các bạn ấy sẽ dựa vào đây để các bạn tìm ra được cái đáp án đúng. Và các cái đáp án đúng mình sẽ cho ở bên dưới này. Nhiệm vụ của các bạn ấy chỉ là click vào những cái đáp án đúng đấy thôi. Đó, như vậy. Đó, tương tự như vậy thì cứ mỗi một câu hỏi được hiển thị ra thì sau khi học sinh trả lời xong thì nó giống như là một cái máy nó chạy những cái câu hỏi tiếp theo cho học sinh thôi. Và các thầy cô có thể cho học sinh làm tự làm đơn lẻ từng người, hoặc là cho cả lớp cùng tham gia. Ví dụ như là mỗi một câu thì có một bạn trả lời, xong rồi lại ping pong cho một bạn khác thì bạn khác lại trả lời tiếp. Đó, thì cứ như vậy thì chúng ta sẽ một cách gián tiếp thì chúng ta sẽ giúp học sinh ôn tập lại từ vựng. Đó, mình lấy ví dụ như vậy thôi. Còn một số dạng game khác thì cũng là game chọn đáp án ABCD này, hoặc là game nối, game ô chữ này, game có thể là game có hình ảnh này, gợi ý và có
Đây là game mà chúng ta sẽ kéo thả. Ví dụ như là đây là một cái bài tập mà mình dạy về các cái dạng thuốc đường dùng đúng không ạ? Thì trên tương ứng với các hình vẽ này thì mình sẽ có những cái dạng, ví dụ như oral là đường uống này. Đó, hay là rectal là đường đặt trực tràng. Thì đối với các cái thuật ngữ này là thuật ngữ chuyên môn thì mình muốn ôn tập lại cho học sinh của mình. Thì các bạn ấy sẽ dùng cái cách là các bạn ấy kéo thả này, kéo thả vào cái các cái phần ở trong phần này. Đó, sau đấy thì các bạn ấy kiểm tra và check đáp án thôi. Đó. Kéo thả như vậy. Rồi, và sau khi mà như vậy xong thì các bạn ấy submit đáp án. Đó, thì đối với những câu hỏi sai thì nó sẽ hiển thị là sai, còn những câu nào đúng thì nó sẽ tích là đúng. Như vậy thì học sinh có thể xem là điểm số của học sinh là bao nhiêu. Ví dụ như là bạn chỉ làm được 2 trên 6 thôi, thì điều đấy có nghĩa là bạn sẽ cần phải ôn tập lại. Thì trong phần này chúng ta lại có phần start again, tức là các bạn cho phép học sinh có thể ôn tập lại. Nếu như mà học sinh chưa nhớ thì cũng không sao cả, chúng ta lại làm lại lần thứ hai. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta muốn xem đáp án ấy, thì cũng có phần đáp án cho mọi người. Đó. Hoặc là trong trường hợp mà học sinh mà muốn xem là ai là người trả lời nhanh nhất ấy, thì chúng ta có thể kích thích cái sự nhanh của học sinh xem là bạn nào trả lời nhanh nhất. Thì có phần này thì cũng có một số cái phần game để cho các bạn ấy xem là ai là người nhanh nhất, thì nó sẽ có thứ tự cho học sinh. Đó, thì tương tự các cái game khác thì nó cũng như vậy thôi. Cũng là một số, rất là nhiều cái dạng game mà có thể là các thầy cô và các anh chị có thể dùng để tham khảo thêm. Thì một cái điều rất là hay ở cái website này đó là nó sẽ giúp mọi người, có thể cho phép mọi người tạo ra được nhiều cái game đa dạng, chứ không chỉ là một cái game như là một số cái trang web khác. Thì nó khá là đa dạng game cho học sinh. Đó. Ngoài ra thì khi mà các thầy cô và các anh chị nhập các cái câu hỏi cho các cái game ấy, thì cái trang web này thì có làm một cái nhiệm vụ, đấy là gợi ý cho mọi người những cái game tương tự. Đây, ví dụ như là đây là một cái game mà mình tạo ra để giúp học sinh nhớ có cái hình ảnh này, cũng như là nối từ. Tuy nhiên thì nếu như mà mình sử dụng cái game này lặp lại nhiều lần trong buổi học thì nó sẽ hơi chán một chút. Mà cái game này, mà cái website này sẽ giúp cho mình có thể chọn một số cái format trình bày khác đi, để làm tăng cái sự đa dạng trong lớp học, cũng như là làm mới mẻ cho học sinh. Thì ngay ở bên phía góc phải ở màn hình của mình thì trong web này cũng sẽ gợi ý cho mình một số cái dạng khác đi. Ví dụ như đây là dạng nối, tuy nhiên là mình thử một cái dạng khác xem nào nhé. Mình show on xem nó sẽ gợi ý cho mình. Ví dụ như là find the match, thì nó sẽ tự động đổi sang một cái dạng khác. Đó. Thì bây giờ không phải là nối hình ảnh nữa, mà cho hình ảnh và các bạn sẽ chọn ở bên dưới. Hay là ví dụ như mình chọn một cái format khác đi, thì là quiz. Đó, thì khi đấy là cùng một cái câu hỏi nhá, cùng một cái nội dung, tuy nhiên thì sẽ khác cái phần trình bày. Bây giờ thì lại là đáp án nhiều lựa sự lựa chọn đúng không ạ, thì nó sẽ đổi, tự động đổi cho mọi người. Đó, hay là game show quiz thì click vào game show. Đó, như là các cái game kiểu ai là triệu phú ấy, thì sẽ có nhân đôi số điểm này, 50-50, hay là cho thêm thời gian. Thì các học sinh của mình, mỗi bạn sẽ có một sự lựa chọn và cũng sẽ có cái phần thời gian để tăng cái sự hồi hộp cho mỗi một cái game. Thì các thầy cô tham khảo thêm. Ngoài ra mình thử xem một số cái dạng khác như là đua. Đó. Dạng đua này thì nó có nghĩa là bên dưới này mình có một cái hình ảnh này, và hình ảnh này sẽ tương ứng với một số cái dạng ở trên này. Cái màu đỏ đấy là quân của mình, còn màu xanh là kiểu quân thù ấy. Mình sẽ làm thế nào để mình không bị gặp cái quân màu xanh này mà mình vẫn đi được đến cái đáp án của mình. Đấy, giống như kiểu trò chơi rắn ngày xưa của các bạn học sinh ấy. Mình sẽ làm sao để tìm được đúng. À đây, chính là cái đáp án này. Rồi các câu hỏi khác thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Cái này là anorexia thì mình sẽ di chuyển cái
quân của mình, và làm sao đừng 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 đụng vào quả màu xanh này đó. Thì là đừng đừng đụng vào màu xanh đó, tức là vừa kiểm tra mà vừa tạo một cái không khí game gì đấy cho cả lớp chơi với nhau cho nó vui vẻ đó. Rồi ngoài ra thì có rất là nhiều cái dạng game khác mà ngày hôm nay thì mình sẽ không thể nào mà giới thiệu hết được cho các thầy cô giáo, cho nên là mình chỉ giới thiệu cái website là whatwar.net và cũng như là demo cho các thầy cô giáo xem cái ngân hàng của mình thôi. Và mỗi người thì sẽ có thể là dành một chút thời gian để tạo ra những cái game thú vị cho học sinh của mình. Và ban đầu thì có thể là sẽ hơi mất thời gian của các thầy cô giáo một chút, tuy nhiên là trong các học kỳ tiếp theo hoặc là trong các khóa học tiếp theo thì thầy cô giáo luôn luôn có một cái ngân hàng và sẵn sàng cho mọi tình huống. Chẳng hạn như là khi mà cảm thấy các bạn rất là buồn ngủ ấy, hay là các bạn hơi chán, thì các thầy cô giáo có thể rất là linh hoạt để đổi cái game cho học sinh, cũng như là làm khá là đa dạng các hoạt động mà vẫn giữ được cho lớp một cái không khí học tập tích cực, cũng như là đạt được cái mục tiêu là ôn tập lại tất cả những cái nội dung kiến thức trong buổi học cho học sinh. Thì đấy là một điều rất là đáng quý, và các buổi học, các cái khóa học sau thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đây cũng là một trong những cái website mà mình sử dụng khá là lâu, và nó cũng khá là hữu ích, và mình cảm thấy là mình có nhận được khá là nhiều cái lợi ích từ cái website này đó. Thì dưới góc độ chia sẻ của một giáo viên cùng tham gia dạy thì mình sẽ giới thiệu cái website này cho các thầy cô giáo. Và với mỗi một năm thì mình trả phí, nếu mà mình muốn đa dạng cái hoạt động game nhất thì mình có trả phí. Thực ra mình cũng không nhớ lắm là phí là bao nhiêu, nhưng mà nó khoảng mấy trăm nghìn thôi, tức là không quá 1 triệu đâu. Nên là các thầy cô giáo cũng có thể tham khảo thêm. Video này thì mình giới thiệu những cái trải nghiệm của mình đối với các cái công cụ mà mình sử dụng, chứ không nhằm mục đích là quảng cáo cho một số cái website nào, và mình cũng không nhận quảng cáo cho website nào, cho nên các thầy cô giáo có thể yên tâm nhé. Toàn bộ những cái mà mình vừa mới chia sẻ thì đấy chính là cái kinh nghiệm trong quá trình mà mình dạy học. Nếu các thầy cô giáo muốn nhận thêm các cái video khác thì các thầy cô có thể vào các cái YouTube của Go Global Class, cũng như là fanpage hay là website của bên mình, để các thầy cô giáo có thể nhận thêm một số cái video bài học hữu ích khác, cũng như là giới thiệu cho các bạn nào, bạn học sinh nào cần thì có thể vào các website của bên mình để nhận thêm các bài học miễn phí hàng ngày. Video ngày hôm nay của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các thầy cô giáo cũng như các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người hãy like, share để động viên tinh thần mình làm các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô và các bạn trong các video tiếp theo. Bye!